Hello, xin chào các bạn. Và nếu như các bạn đang livestream trên TikTok và các bạn thường xuyên bị quét ad, bị khóa ad thông qua những cái video bị dính bản quyền thì hãy xem hết clip này. Biết đâu clip này sẽ giúp cho các bạn cải thiện tình trạng trên. Và mình là Nguyễn Minh Phụng. Nếu như các bạn lần đầu tiên các bạn xem clip này trên kênh YouTube của mình thì hãy cho mình xin một nút đăng ký và các bạn hãy bấm nút like cũng như là để lại phần bình luận. Và nhớ bấm vào cái hình quả chuông để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất được nhận những video từ mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Giải pháp cho lần này đó là chúng ta sẽ cùng sử dụng cái phần mềm là OBS Studio kết hợp với TikTok Live Studio để chúng ta có thể live stream và hạn chế bị quét ad. Đầu tiên thì các bạn cần phải cài đặt hai cái phần mềm, đó là phần mềm OBS và phần mềm TikTok Live Studio. Điều này là bắt buộc nha, để chúng ta có thể sử dụng được cái phần mềm này. Rồi, chúng ta sẽ cùng thao tác trên phần mềm OBS đầu tiên. Thế thì các bạn sẽ mở cái giao diện của OBS ra thì nó sẽ giống như thế này. Và nếu như các bạn mà không có rành tiếng Anh lắm thì các bạn cứ làm y như vậy nha. Bởi vì vị trí các nút nó cũng giống như mình thôi. Thế thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là chúng ta sẽ thiết lập lại cái khung hình của video thành cái khung hình dọc nha. Khung hình dọc cho nó phù hợp với lại màn hình điện thoại khi mà chúng ta livestream. Thì các bạn sẽ vào là phần thiết lập, tiếng Anh là setting hay cái gì đó. Rồi, các bạn cứ để ý cái phần thiết lập này. Chúng ta sẽ di chuyển đến phần video. Và các bạn để cái thông số nè là 720x1280. Phía dưới cũng là 720x1280 nha. Rồi, số khung hình là các bạn để 30 là ok. Sau đó các bạn sẽ chọn là đồng ý nha. Đó, đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cần đưa cái video vào. Các bạn đưa video vào ở bên phần mềm OBS nha. Như thông thường thì các bạn sẽ chèn ở bên TikTok Live Studio luôn. Nhưng mà không, lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa phần video vào trong phần mềm OBS. Thì các bạn sẽ có một cái cảnh là cái cảnh scene giống như thế này. Và chúng ta sẽ thấy là cái nguồn nè, tiếng Anh là source đó. Thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng. Và các bạn sẽ chọn là nguồn media hay là media file hay là media source bằng tiếng Anh đó. Rồi chúng ta sẽ bấm đồng ý. Rồi tại cái vị trí này thì các bạn sẽ chọn đường dẫn nè. Chọn đường dẫn và các bạn sẽ chọn đến cái video mà các bạn đang định like ha. Thì đương nhiên rồi, đương nhiên là mình có một lời khuyên là cho dù bạn đang like bằng cái hình thức là OBS kết hợp với TikTok Live Studio, nhưng mà mình có một cái lưu ý dành cho các bạn, đó là các bạn nên chỉnh sửa clip này bằng một cái phần mềm khác, ví dụ như là Wondershare hay là CapCut hay là Premiere gì đó, bằng cách là đổi màu, đổi tiếng, lật ngược ảnh, chỉnh độ tương phản sáng tối để cho cái clip nó sẽ khác clip cũ đi, thì cái khả năng nó sẽ bị giảm xuống nữa. Rồi, mình lưu ý các bạn như vậy. Ở cái phần này thì các bạn có thể chọn là lặp lại nha. Mình đã test một vài ạc thì chọn lặp lại nó không có bị vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như các bạn muốn test và các bạn đang bị thiếu ạc đó thì các bạn nên tắt đi đó. Còn ở đây mình sẽ chọn là lặp lại. Rồi, cái khung hình nó sẽ ra giống như thế này. Các bạn thấy ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái số cái này nữa. Đó là chúng ta sẽ chèn chữ vô đây, bên này luôn. Để mà cho cái clip nó hơi khác khác xíu thì mình bấm lại, bấm vào dấu cộng. Sau đó các bạn sẽ chọn là văn bản. Văn bản. Rồi, ở đây thì mình sẽ đánh là ví dụ là 06/01/2023. Đấy, ngày ha. Và mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại giống như thế này. Đó, mình để ở đây. Đó là coi như là mình đang like và mình lấy cái ngày như thế này. Đó. Thì ở đây thì các bạn có thể là nhấp hai lần chuột vào để chúng ta có thể là làm gì? Là đổi cái màu khác cho cái chữ, ví dụ như vậy. Đó, các bạn thấy là cái màu chữ nó khác rồi nè. Đó, các bạn có thể là chỉnh cái to nhỏ như thế này.
Ok nha. Rồi. Thế thì á, như vậy là chúng ta đã vừa chèn video và chèn văn bản vào rồi. Thì chúng ta cần làm cái gì nữa? Thế thì các bạn sẽ để ý là ngay chỗ desktop audio hay là mic nè, các bạn tắt đi. Nếu nó có thì các bạn tắt đi, tắt bằng cái nút bấm vô cái loa nè. Rồi, ngay nguồn media thì các bạn để ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là vào cái nguồn media chúng ta sẽ chỉnh lại một số thứ nữa. Chọn vào đây và chọn là bộ lọc. Bộ lọc. Thế thì chúng ta cần lọc cái gì? Thì chúng ta bấm vô cộng và chúng ta có thể là lọc màu. Lọc màu ha. Ví dụ như lọc mức âm nè, độ trễ video hay là một số cái. Đây. Phía dưới là video nha các bạn. Đây. Chỉnh sửa màu nè. Đấy, chỉnh sửa màu. Mình sẽ chọn là chỉnh sửa màu. Thì ngay chỗ này thì các bạn có thể kéo nè, kéo lên, kéo xuống, các bạn kéo thay đổi những cái thông số này. Nhưng mà các bạn phải quan sát cái video mà cái màu nó cũng phải ok tí xíu. Chứ mà nó xấu quá thì like cũng không được nha. Đấy. Chúng ta sẽ phải chỉnh làm sao cho nó ok xíu mà chứ xấu quá thì cũng không được nha các bạn. Rồi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ là để chọn là đóng. Rồi. Nếu mà các bạn muốn chỉnh âm thanh thì âm thanh phía trên chúng ta sẽ chọn âm thanh. Thế thì các bạn có thể là chọn là mấy cái này, các bạn thay đổi những cái thông số. Đó, thay đổi những cái thông số như thế này để cho âm thanh nó khác đi một xíu ha. Rồi. Thì như vậy là chúng ta vừa thay đổi là màu sắc và là âm thanh. Ở đây là mình đang để đại nên là hình nó xấu nha các bạn. Các bạn nhớ chỉnh cho nó đẹp nha. Rồi, sau khi các bạn thiết lập xong hết rồi thì các bạn sẽ bấm vào lúc là bắt đầu máy quay ảo hay là Star Virtual Camera. Rồi. Thế thì á là như vậy là ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần là TikTok Studio nè. Các bạn thấy cái hình nó qua bên này rồi không? Thì làm sao? Thì trước đây là các bạn chèn là các bạn chèn trực tiếp cái video vào đây đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ không làm cái điều như vậy. Mà ngay chỗ cái ad suột này các bạn sẽ chọn là phần là camera. Ad camera thì ngay chỗ này là 1080 nè, chúng ta sẽ chọn lại là 720 thôi. Đó, chọn lại là 720 thôi. Thì nó là khổ dọc. Ok chưa? Thì nó là khổ dọc. Nó là khổ dọc đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó vừa. Thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ chạy bình thường nha. Đấy, nó sẽ chạy bình thường. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể là đưa cái media file hay còn là cái video đó không phải là trực tiếp ở trên TikTok Live Studio mà nó sẽ thông qua phần mềm là OBS Studio để chúng ta có thể chỉnh màu, chỉnh các hiệu ứng âm thanh lại, chèn văn bản các thứ. Thì cái điều này sẽ giúp cho ad TikTok của bạn nó sẽ đỡ bị quét hơn. Ok, và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn thì hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh, bấm nút like và bấm vào quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.